Xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì nhà em có nở một cái cây là cây này thì mọi người hay gọi là cây sâm hậu Thái ấy. Gọi Việt Nam thì gọi vậy cho dễ. Thì cái cây này thì gọi tên Latin hay được. Thực ra cái tên mà bên Thái người ta gọi ấy, em tìm đấy không phải là tên Latin. Còn thì nói về cái cây Zizore này thì nó không biết là mô hay là rừng, em không biết, nhưng mà nó là một bông dễ nhận diện của Thái. Anh chị nhìn đến lưỡi đỏ tuyền này là nó chỉ có mỗi cây này là lưỡi đỏ tuyền. Thì là cái cây người ta Việt Nam mình vẫn hay gọi số 1 Thái. Cây này của em ấy thì đây là lần đầu tiên nở. Mua cách đây là 2 năm. Thời điểm đấy cây này giá trị rất cao. Bởi vì thực ra cái cây này nếu mà do so chúng ta nói là cái dòng thủy trơn này, cựa phấn trơn này, cựa phấn trơn mà lưỡi đỏ như này thì cũng rất là ít. Ở Việt Nam thì cũng không có những cái cây như thế này. Có nhưng mà để mà có được những cái cây mà nó như này thì nó cũng rất là hiếm. Đấy ở Việt Nam. Còn giá trị thì em không nói về vấn đề giá trị. Nhưng cây này nó là một cây đẹp và dễ nhận diện. Anh chị có thể nhìn nhận diện qua bông hoa luôn. Nếu chắc chắn cây mình mua được cây chuẩn thì là hoa mình nhìn cái biết luôn, bởi vì nó chả giống cái nào cả. Còn thân lá thì nó có một cái tạng lá của nó là dạng là cánh cung và lá nó hơi kiểu vặn vỏ đỗ. Đấy, thì em sẽ nói sau về phần thân lá. Còn nói về nguồn gốc, cái này thì nguồn gốc Thái và không có nhiều. Em không biết là có nhiều hẳn như là công nghiệp hay là mô hay là rừng thì em cũng không biết, không sưu tầm được cái vấn đề đó, là không hỏi được. Nhưng cái vấn đề là cây này là cây Thái và nó cũng là một bông rất đẹp, chúng ta cũng có thể đáng sưu tầm. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người thì mọi người cùng xem và tham khảo thêm về hàng Thái. Chứ em thì không có cái định nghĩa là cứ cái Thái là rẻ hay cái Thái là đắt hay là cái rừng là đắt, thì em cũng không quan điểm vấn đề đấy. Cứ cây nào hoa đẹp, nhiều hoa đẹp thì là có giá trị. Còn cây nào xấu mà ít bông, một chơi 1-2 bông ấy thì nói chung không có giá trị. Nó phải được nhiều bông và nở phải ổn định. Thì cái cây số 1 Thái này nó là cây khá ổn định. Về màu sắc thì chắc là anh chị cũng gặp nhiều rồi. Anh chị có chơi kiếm chắc gặp nhiều. Cây lưỡi đỏ này nó nở ổn định và nó chia hoa cũng khá được. Đấy là em cũng chỉ nhìn hoa của nhà, ngắm của nhà người ta thôi, chứ cũng chưa nở nhà em. Đây là lần đầu tiên nở nhà em. Thì những sang năm thì cái bụi của em nó nở lại thì em ấy sau, em quay sau. Còn đây là hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người sơ qua vậy. Em xin phép nói một chút về cái thân lá của cây này. Cái lá của cái thân này ấy, thì nó là dạng củ tròn anh chị nhá. Nó dạng củ tròn này, dạng củ tròn và dạng hình bầu dục, bởi vì nó sẽ chéo, nó sẽ ăn chéo lên. Đương nhiên là củ nào cũng hình bầu dục như thế, nhưng mà cái củ này khi mà anh chị nuôi một cái cây to ấy thì sẽ nhận ra ngay. Còn cái cây bé này anh chị không nhận ra được. Đấy. Và dạng lá của nó là dạng lá cánh cung và vặn vỏ đỗ. Đây. Lá nó rất là mềm. Đây, dạng lá cánh cung. Dạng lá này cánh cung ấy, nhưng mà em buộc vào đấy thôi. Và nó hơi vặn vỏ lỗ kiểu này. Nó cũng giống như kiểu xanh Huế, nó cũng kiểu hơi khum này nhá. Nó dựng như hơi khum này. Còn phan trí thì nó hơi lệch cái này, hơi nghiêng. Đấy, có nghĩa là bản lá của nó ấy. Phan trí thì nó hơi nghiêng, hơi lệch này. Chứ nó không phải xòe và vặn vỏ đỗ kiểu này. Còn cái số 1 Thái này thì nó là kiểu hơi vặn vỏ đỗ. Đấy, thấy không ạ? Hơi vặn này. Hơi vặn. Nó cũng là hơi vặn đấy. Đây. Đấy, nó hơi vặn. Còn Huế thì nó dạng khum này. Dạng hơi khum này. Còn Phan Trí thì nó dạng phẳng nhưng mà nó hơi lệch này. Lệch nghiêng này. Đấy là cái dáng lá của nó. Thì em muốn nói đến mọi người là cái dáng lá của cái này là dáng lá cánh cung. Và nó hơi vặn vỏ đỗ. Củ của nó to, rất là to và dài. To cao thì nó khoảng tầm gấp đôi của này cơ. Đây là một dạng củ nhỏ, lá sần. Thì cái cây số 1 Thái này thì nó là cũng rất là khó để nhận diện qua thân lá. Đấy, cái này là không thể nhận diện qua thân lá được. Nhưng mà anh chị chơi là có thể nhận diện qua bông hoa. Bông hoa nhìn nó khác hoàn toàn luôn. Nó không giống với bất kỳ một cái cây nào cả. Đấy, nó không phải là lưỡi chấm hay lưỡi bệt một màu, lưỡi bệt một ít hay như nào cả. Tiếp theo thì nói về đến cái phần mầm, màu sắc của nó ấy. Đây em sẽ quay gần hơn để mọi người chúng ta cũng nhìn thấy. Anh chị thấy không ạ? Mầm của nó thì cảm giác thì nó hơi đen. Đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy đầu là nó hơi đen nhưng nó xanh đen nhé. xanh đen và cái vẩn này này. Em muốn nói là cái mép của nó ấy. Quan trọng nhất là cái mép, chứ không phải là ở giữa cái mầm đâu. Mép lá. Cái này thì mầm nó to rồi đấy, anh chị nhìn nó hơi khó. Nhưng những cái cây này thường mầm sạch sạch. Đấy, em vẫn nói là những cái cây thùy trơn là mầm sạch sạch. Bởi vì thùy trơn mà mầm đen thì rất là ít. Quan trọng là cái cây này là nó không có. Đây 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 này. Anh chị nhìn cái này này. Nhìn nó xanh, xanh sạch luôn. Nhỏ này mới nhìn thấy được, còn to là lớn là hết anh chị nhá. Nhìn nó rất khó, không phải là hết mà là nhìn rất khó. Nhỏ thì nhìn sẽ dễ. Đấy, còn không nhìn sẽ khó hơn. Xong tiếp theo là trở lại đến cái mùa nở hoa của nó, mùa nở hoa của cái dòng Tiên Vũ. Thằng này dòng Tiên Vũ anh chị nhá. Dòng Tiên Vũ thì cái cây này thì nó nở hoa vào dịp từ tháng 3, tháng 4 đến tận tháng 10, tháng 11. Tháng 11 cũng còn rất nhiều. Bởi vì sao? Kiếm Thái nó nở là hai mùa, hoặc là nó nở rải rác như vậy, bởi vì nó dòng Tiên Vũ mà. Nhưng mà Thái hay rừng thì nó dòng Tiên Vũ thì nó cũng lác đác như vậy, nó kiểu xanh Huế. Đấy, thì là xanh Huế nở mùa này rất là đẹp, nhưng cái mùa trước thì nó nở sẽ kém hơn. Đấy, thì có nghĩa là cái sự khác biệt của nó về cái sự đôi khi khác nhau ấy. Nó như vậy. Kiếm Thái thì nở mùa này thì đẹp hơn, bởi vì hoa chia nó sẽ dày hơn. Còn mùa kia thì hoa nó cũng đẹp, nhưng chung là quan trọng là ăn nhau là mình nuôi. Mình nuôi như nào. Còn cái cây này màu sắc thì về phân tích của nó thì màu sắc của nó thì là nó vàng lưỡi đỏ. Nó không đỏ tươi đâu, nó đỏ hồng thôi. Chứ nó không được màu nó không được quá đỏ đâu. Và nó có hơi mép viền màu hồng nhạt. Thì trông hơi trắng, lên ảnh thì trông hơi trắng. Ngoài đời thật nhìn nó đỏ hơn. Hương thơm của thằng này thì nó hơi nhẹ anh chị nhá. Buổi sáng mà không thơm thì là cây nào chả cây nào thơm, bởi hoa lan thường sẽ thơm buổi sáng. Cây này thơm nhẹ, thơm chung là nó có thơm nhẹ. Đấy, thì còn cái cây này thì nó là một cây dễ nhận diện, thì em cũng muốn là các anh chị cũng thể chơi và sưu tầm nhận diện. Chắc chắn là nhìn qua hoa là anh chị nhận diện được luôn, chứ nó không phải như những cái cây xanh vàng Thái hay là cây nào cả. Xanh vàng Thái thì có một số cây anh chị không nhận diện được, thì em cũng làm rất là nhiều clip trên cái kênh Thiên đường ngàn hoa ấy. Cây nào nhận diện được thì anh chị cũng chơi, còn không nhận diện được là không chơi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không nhận diện được thì sẽ rất là khó nói. Và cái nữa đó chính là cái việc mà anh em chơi mà người ta mua bán mà người ta cứ chơi kiểu 1-2 bông chụp ảnh ấy, thì tốt nhất là hạn chế mua. Bởi vì sao? Bởi vì cái bông mà nó nở khum khum ấy, thì bông nào trông cũng đẹp. Khum khum thì em luôn phản đối những cái việc là khum khum, và cái việc là nở ít, quay video nhưng nở quay 1-2 bông. Thì còn cái cây này của em là nó nở ói. Còn cái cây này nó là một cái cây truyền thống rồi, nhiều người biết đến. Anh chị cứ tìm hiểu, anh chị có thể tìm hiểu thêm, bởi vì rất là nhiều người có cái này rồi và nó có lâu rồi ấy. Thì cái việc về màu sắc hay là về những cái cần hoa dài ấy, thì cũng rất là nhiều anh chị em có, nhưng em thì chưa có. Bản thân em thì em chỉ bị chơi cái cây này bởi vì là nó có thể nhận diện được qua bông hoa. Bông hoa nhìn cái biết luôn, nó chả giống thằng nào, chả giống bông nào, nên không sợ nhầm cái nào cả. Số 1 Thái thì nó cứ làm một số 1 Thái thôi, sau nó chả đổi tên được. Nó như kiểu cái cây Giaowaze ngày xưa, nó là bây giờ nó trở thành cây số 3 ấy. Cây số 3 thì em cũng có cái video cả cần nó luôn, bởi vì cây đấy thì nó giá trị nó thấp hơn cái này, nên là em có luôn video của cái cây đấy rồi. Đấy, thì mọi người hãy tham khảo thêm video của em, cái video cây đó của em trên kênh Thiên đường ngàn hoa. Còn cái cây số 1 Thái này thì nó là một cái cây dễ nhận diện và cũng rất là đáng chơi, thì chị em có thể sưu tầm thêm. Chị em thì cũng không muốn lăng xê bất kỳ một cây nào cả. Cây nào nó có giá trị và đẹp thật ấy, nó sẽ ở một cái mức của nó. Cái này là bộ cánh là nở căng rồi anh chị nhá. Đây này, nở căng rồi này. Đấy, như này là nở căng rồi. Còn khi mà nó nở khum khum ấy, thì em cực kỳ nhìn không ưng ý một tí nào. Bởi vì khum khum khi nó chưa nở hết thì làm sao biết được. Sau 3 ngày cánh con tít như kiểu cây số 3 ấy. Cây số 3 ngày xưa ảnh đẹp quá bên Thái, nhưng mà anh chị mình là chưa biết nên là cứ mua về xong đến lúc là nó nở ra thì cánh nó bị quằn lại. Nó cũng to bầu tròn lúc mới hé thôi, chứ còn nó nở được một ngày nó quằn tít đấy, vặt vỏ đỗ. Thì cái sự khác biệt của nó và cái sự thay đổi của nó thì em cũng đã nói trên cái video của em rồi, thì mọi người có thể xem lại cái video của em về cái cây số 3 Thái Lan anh chị nhá. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ quay trở lại và có những video và những cây khác vào dịp khác. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.